chạy đâu cho thoát. Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang với anh Thông lại đi câu cá nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn xem video, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ tinh thần nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Ngày hôm qua rác nhiều quá, ngày hôm qua câu không được. Nó đang ăn á, đó. Dính đâu? Ơi, he. Chạy đâu cho thoát. Xảy ba bốn lần rồi. Đó, thành quả đó cả nhà. Quay được không? Cá đẹp quá, lát Phúc Khang sẽ bỏ hồ nuôi tiếp. Dính rác hả? Cái mà dính nè, nhưng mà cây này đang ăn nữa nè. Đó, nó ăn nữa đó. À, thấy phao nó giật cùng cả nhà. Nó ăn đó. Phục rồi. Đâu đảo vậy? Ăn đó hả? Quá đẹp luôn cả nhà. Khung cảnh câu cá lý tưởng, cực kỳ đẹp. Mà cả nhà xem ủng hộ Phúc Khang nha. Hôm nay dính được một cá chép, một cá hè, một em cá chơi, ba em. Đó, một cảnh buổi chiều nè. Đó, các chị đi tập thể dục. Đó, xa là chung cư Đức Khải nha cả nhà. Chung cư Đức Khải ở quận 7. Đây là ngã ba sông Phước Long. Có anh em nào cần thủ câu cá thì giao lưu với Phúc Khang nha. Đó, 1, 2 cần thủ nữa kìa. Đó, đây là cũng một khán giả trung thành của Phúc Khang này nha cả nhà. Anh Tâm. Đó. Cảnh sông Phước Long ở quận 7 Nhà Bè cũng đâu có thua gì ở các miền Tây đâu nha cả nhà. Rất là đẹp. Dính không? Hết mồi luôn rồi. À, cá bự lắm á. Có em cá chim mới chừng đây chà bá đây luôn nè. Cá luôn, cả ký luôn ở chỗ này nè. Canh Thông. Nó mới giật phao nữa anh Thông. Cái bao lông thiệt. Nó chèn cái bao lông. Dính không? Thấy luôn hả? Trời ơi. Ăn đó cả nhà. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát. Từ. Canh rồi mà Phúc Khang canh rồi mà. Đó. Bỏ cái vô ấy đi. Tới giờ rồi cả nhà ơi, tới giờ nó ăn rồi cả nhà ơi. Đây, thêm một em nữa, chuẩn bị đem về hồ nha cả nhà. Hai con. Cá đẹp là Phúc Khang bỏ vô hồ nuôi. Bỏ hồ đi. Có được một con cá chép nè. À, đây là nhà tài trợ nữa nha cả nhà. Đó. Bữa nào cũng có. Kìa, nó không chạy nữa rồi kìa. Đâu? Kìa. Đâu? Nè, bắt bỏ vô đi. Trời ơi. Được rồi, cắt kia từ từ. Đang giới thiệu. Biết rồi. Đang giới thiệu cả nhà là đây nhà tài trợ của Phúc Khang đó. Đó, mì gói. Đó. Giò dâu ua. Trà đá cái gì cũng có. Hả? Cái gì ạ? Đâu rồi? Dăng vô túi đây luôn rồi cả nhà. Đó. Cho nó miết xuống là kìa kéo.
nó giật mình á, nó lo nó chạy 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 á đó. Chưa đâu, rồi đổ đi đây, thả nha cả nhà, cá nhỏ cá đầu Phú Khang thả hết ha, tối rồi cả nhà ơi. Đó. Mà cả nhà xem ủng hộ Phú Khang nha, cho Phú Khang một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cả nhà. Tối quá Phú Khang quay không thấy đường luôn, chỉ có cái cảnh nhà này thôi. Còn đây là thành quả hôm nay Phúc Khang với anh Thông câu được nhiêu đây nha cả nhà. Những cá đẹp thì Phúc Khang thả vô hồ nuôi. Được hai em cá chép, cá he, cá dảnh và cá mang rổ. Phúc Khang thả vô hồ nuôi luôn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp lại cả nhà, cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.